Chúng tôi xin gửi tới quý khách tấm tranh cao 1m37, dài 2m57, dày 12 phân của Văn Tân ở Bắc Giang. Hôm trước cũng đã xong, hôm nay đang lót đục siêu kênh mông, siêu dày. Bức này có tên là Phu Thê Viên Mãn. Cái đôi chim công cực kỳ đẹp, to, dày, nổi, đục sâu 10 phân quý vị nhé. Đục sâu 10 phân và để lên 2 phân. Đấy, được rất kỹ luôn. Nó tương đối nặng nên là cũng không dựng lên quay được, quay tạm cũng là xong hẳn thì dựng lên quay được quý vị xem.